Cái này bán bao nhiêu được, chef? À, em bán 100 đô ạ. Really? Cái này là một con sò điệp. How much? Chef, how much? Dạ có khoảng 100 ngàn ạ. This one? Cái này bao nhiêu? Khoảng 400 nghìn. 400 ngàn. Ok, 400, 800. Rồi, tới 100 đô chưa? Về cái hương vị á, thì anh vẫn nói là tối kỵ trong nấu các cái đồ mà liên quan đến seafood ấy, là bọn em đừng bao giờ dùng những cái sốt mà những cái gia vị ấy, nó quá đậm.